là nó chạy xe Honda dí bắt không được. Mỗi lần mà con mắt á không có bình thường á, láo li là đừng có vô. Chỉ nhốt trong đó tắm rửa cho ăn cho uống nó vậy thôi đó. À, cho uống cà phê là ok, im ru để cho mình làm. Còn mà không cho uống cà phê là quậy. Nói chung là uống cà phê trên 24/24. Cái nó ỉa đó, nó tép. Dạ. Không biết thôi. Ỉa đái là không biết á. Giá nào cũng phải để trong bô. Đặng đậu bữa mà tới thêm mấy, nó nhồi, nó bóp, nó treo tường tùm lum hết á. Muốn chửi ai chửi à, muốn quánh ai quánh. Thằng này cũng chửi rồi đuổi đi luôn á. Đa số là uống cà phê là không quậy. Không uống là quậy á. Hồi phát sinh á thì cô đem bệnh viện Long An, rồi đã đầu rồi về cho thuốc về uống, rồi cái nó mới quánh ta đó. Dạ. Cô mới đem qua bên ngoài 2 tháng, thấy nó không có hết, rồi cô nói với ổng còn sống, 2 tháng là 9 triệu mấy trăm á, rồi cô nói ổng giờ khổ quá mà tiền cao lắm ông ơi, đóng không có nổi, thôi giờ rước nó về. Cái cô mới qua rước nó về, về thì cô mới xây cái phòng nó nhốt nó. Cái nó chạy á, con biết đây nó chạy vô tới rất quà mà cô đó đâu có xe cộ gì đâu. Kêu con đơm chạy theo mà nó chạy á, không đa chạy theo không kịp nó vô trọng cái nó xuống với nó xong á. Nó cởi quần áo nó giục nó thả trâu về tới bãi cát này. Chưa kịp uống quậy quá rồi luôn, cái gì uống cái giờ là im ru á. Dạ. Bị nhốt ở trong đây luôn á cô? Nhốt mấy chục năm rồi. Nhốt mấy chục năm nhờ rồi. Vậy con? Tại 2-3 cửa. Nhờ vậy chắp tay mô Phật. Nhờ vậy đi. Ngồi xếp bằng lại. Chắp xếp bằng xuống. Trời, anh muốn làm gì anh làm chứ đâu bắt anh được đâu. Anh bị bệnh vậy. Bệnh gì có... Có quậy lắm không mà sao phải nhốt vậy? Trời ơi. Nó quậy nó quánh tôi với nhỏ này gần chết luôn chứ đâu phải không quậy nhốt chi. Biết nhiều người ta quay chứ nó. Có gì đâu thì người ta thấy người ta thương thì. Dạ. Thì con cũng muốn chia sẻ lên để mọi người được biết nè, chứ cũng không có. Nó cô nhốt nó nay là 29 năm rồi. Dạ. Thả ra là nó chạy xe Honda dí bắt không được. Ghê vậy ha. Nó lặn á từ trong Đức Hòa ha, mà nó lội ra tới đây quần áo nó giục hết áo nó lên bãi cát nó nằm. Cho nên phải xây nè, hồi đó có một kiếng cửa này thôi, rồi nó hư ha, cô phải đặt một kiếng nữa. Thành ra 2 kiếng cửa. Bây giờ phải khóa rồi vậy là 2 chìa khóa. Chứ thả ra nó quánh cô với nhỏ Út nó chịu sao nổi. Trời ơi nó đu ha, nó bẻ tay. Cho nên là nó không có thả nó được. Nó chỉ nhốt trong đó tắm rửa cho ăn cho uống nó vậy thôi đó. Rồi như chú gì có nói năng gì được không cô? Có nói mà nó nói không có đúng cái gì hết trơn á. Dạ. Nó chửi mình thì nhiều. Muốn chửi ai chửi à, muốn quánh ai quánh. Thằng này cũng chửi rồi đuổi đi luôn á. Chứ không phải nó ấy. Chắp tay mô Phật đi con. Vậy là cũng còn biết nghe nè, còn à, nhận thức được nè. Thì có hồi. Có hồi. Có hồi. Trời mát là vậy đó, trời nắng lên là thấy cái lửa không? À cũng như là khi mà trời nắng lên á, thời tiết nó nóng nóng lên rồi cái thần kinh của mình hơi bị căng ấy chứ gì. Bữa nay vô về đỡ. Bữa nào nó ẻ nó cháy trước rồi mới ghê kìa. Mới hồi hôm. Cái đầu nữa kìa. Như mình cho đồ ăn rồi biết ăn bình thường không? Không, đồ ăn á thì cô phải vẽ từ cá thịt gì vẽ miếng 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 rồi trộn vô đồ ăn đưa vô cho ăn, chứ còn ăn á thì mắc cổ á thì không có thể móc được. Dạ, tại vì con định hỏi như vậy nè, hôm nào mà con sắp xếp con tới một lần nữa con sẽ mua đồ những món gì mà chú này thích ăn nè, mang xuống chào thử rồi chú có tự ăn được không? Biết là thích ăn món gì không? Hỏi tự trả lời. Biết thích gì trả lời à. Hỏi đi. À chú ơi, cho con hỏi mình thích ăn món gì nè? Thích ăn gì? Thích ăn bánh lột da, ở nhà là đòi vậy không? Bánh lột da ha, là bánh bánh bía. Bánh bía đó. Bánh bía Sóc Trăng mình đó ha. À. Nó nói mình nào khỏi. Ít hôm nữa con quay trở lại đây con sẽ mang bánh lột da xuống cho chú mình ha. À, cả nhà thấy cũng khá là thân thiện ở cả nhà, chứ cũng đâu có gì đâu mà sao thấy. Không, nó tại biết sao anh không biết. Dạ. Tại vì á uống cà phê. Dạ. Uống cà phê là không quậy, mà không cho uống cà phê là quýnh đập quậy. À cũng như là không, tại vì theo con nghĩ với cái cà phê đó là cũng có chất kích thích nữa.
chất kích thích á, khi mà không muốn giống như là thiếu chất á, cũng khó chịu trong người. Hồi sáng á là không chưa làm á. Dạ. Là quậy mà cái kêu cho dọn phòng đồ ấy hết á, là cho uống cà phê là ok im ru để cho mày làm, còn mà không cho uống cà phê là quậy. Nói chung là uống cà phê trên 24 giờ không muốn. Cái nó ỉa nó tét. Dạ. Không biết thôi. Ỉa đái là không biết á, giá nào cũng phải để trong bô đặn đậu bữa mà tới thêm mấy nó nhồi, nó bóp, nó treo tường tùm lum hết á. Rồi như vậy có bao giờ mình mở ra để mình vô trong có đó chứ vô ngày một mà ba bốn đứa cũng như là muốn vô là ba bốn người muốn sạch là người. Phải vô người ở ngoài người ở trong rồi giữ hai đứa này vô kêu ông chồng xuống cũng như là phải ba bốn người vô mỗi một lần mà mình vệ sinh khu vực trong đó ha. Đâu phải mỗi một lần đâu, cũng như chừng ngày nào dơ nhiều quá là tu cứt rồi á. Dạ. Là mình phải vô, còn không ấy thì đổ nước thơm đồ quét không được thì mình cũng phải vô. Đó, mà đa số là uống cà phê là không quậy. Không uống là quậy á. Nói chung là vậy á. Dạ, để con ra ngoài đây con quay cái góc ngoài đây vô cái cho cả nhà xem cái. Để cả nhà mình sẽ ra ngoài đây quay không từ có sao hết đó, muốn uống gì anh nói cái người ta cho kìa, gom kìa nè thì cũng mới dội đây hôi vậy, đổ nước thơm thì đái thì có vậy thì cũng hôi nè, mình gói hôi nè. Nãy cô chia sẻ là buổi sáng thì đỡ nha, nhưng mà khi buổi trưa lên á, trưa chiều trưa là hôi lắm, nắng cất, lên á là cất đái hôi lắm, giống như thời tiết nóng lên á, chú bị căng thần kinh lên á cái nhà. Không có thời tiết gì hết, trưa nào cũng vậy. Trưa nào cũng vậy ha. Ổng dòm là ỉa đái là nhồi cứt tu tường rồi mình phải vô vệ sinh. Mà cho ăn uống cà phê nhiều thì không có quậy. Ví dụ như lúc nào mà nhưng muốn cho hớt tóc á là phải làm sẵn ly cà phê, không có đưa vô. Như là muốn hớt tóc. Không chứ đưa vô. Chứ đẩy lum đơ á cũng không có được nữa, vô giờ quýnh người ta. Vậy thôi mình cố gắng mình cho uống cà phê cho thì, đáp ứng. Thì để cà phê ở đây. Rồi mình muốn làm gì mình vô vệ sinh làm thì không quýnh mình. Dạ. Mà không có ly cà phê là khó làm lắm. Vậy là ở đây chú uống cà phê loại gì cô? Nếu mà mình uống cà phê cà phê Sài Gòn với bịch phê... mình thấy vậy đó. Rồi cà phê Việt có uống được không? Thì thấy trộn vô với đường đó. Tại vì con hỏi cũng biết nếu mà chuyến sau có dịp xuống á, người ta thông qua con người ta gửi á, như là cà phê hay là bánh gì đó. Nhờ nè, không có giấu. Dạ. Ở nhà khổ là vậy, cà phê với đòi bánh mía không à. Rồi, chứ không có đòi cái gì hết á. Là sở thích của chú là uống cà phê với bánh mía. Bánh mía ha. Rồi á, còn mình muốn cho ăn thêm chiều bánh bao hay gì á, thì họ thèm á, thì biết. Tại xe rau tùm lum hết, rau cái mình mua. Dạ. Là mua cho ăn thêm. Còn cái cà phê là chính đi. Rồi như buổi tối thì có la hét gì dữ không? Có nữa ha. Có. Như hồi tối này là thức suốt luôn nè, 8-9 giờ tô tường nè, cất đáy nè, rồi bô mình phải xuống dọn. Tại nhà đó thấy để thùng nước không? Dạ. Nước cấp vô trần á, là mình vô mình tắm rửa. Là hồi tối này nè, rồi cái sáng tắm rửa lần nữa rồi mà ấy, nó là vậy á. Rồi ngày thường có la hét dữ không? Mình cho uống không có la. Vậy là hôm nay nói chung là mình biết dụ. Hôm nay coi như là con tới đây là cũng có duyên. Chú không có la hét nhiều ha. Không, tại sáng ra nó quậy rồi đó. Sáng có quậy rồi. Quậy rồi. Không, quậy là mình chưa kịp cho đó. Dạ. Ăn uống nè, sáng cho ăn cháo. Rồi ăn cơm, ăn dữ lắm. Rồi cái uống cà phê. Chưa kịp uống, quậy quá rồi luôn. Cái uống cái giờ là im ru á. Giờ là im hoài luôn, tới 11, 12 giờ đi. Mà tới cử nó không cho uống là làng nữa đó. Là vậy á. Tới cử là làng nữa đó. Biết hay sao à? Mà... Nói nhìn mắt nghe đó. Thấy cũng có thiện cảm lắm nè, chứ cũng đâu. Không, không có quýnh đạp à. Tại biết, sợ lắm, sợ có mình. Dạ. Chứ không sợ ai hết, chứ ai vô cũng chửi hết á. Còn có ý kiến gì vậy nè ha. Hôm nào con sẽ quay trở lại đây. Con sẽ mang cà phê nè. Bánh mà chú thích, bánh bía đó, bánh bía súp chằn ha. Rồi hôm nào nè con mang bánh xuống rồi con vô trong đó con ngồi con uống cà phê với chú, con ăn bánh với chú được không? Chú hứa là không có đánh con nha. Hứa cho không? Ăn là không có quýnh, tại đúng biết không? Ở nhà biết. Giờ hứa đi là mai mốt con xuống con mang bánh mang cà phê xuống là hai chú cháu mình ngồi ở trong đó ăn bánh uống cà phê là không đánh con nha.
vô cười, không có vô cười cái nhà. À, vậy đó thấy thương lắm, vô đi rồi cái mốt vô quá cái vô luôn dội sạch sẽ thêm. Dạ nếu mà Hữu Duyên à, nếu mà tại vì con cũng hay hoạt động thiện nguyện bên Phật pháp chứ cho tặng từ thiện nè. À, giúp cũng rất là nhiều người, biết đâu được hôm nay gặp cái duyên nhằm khi hợp với chú rồi con xuống con chiều lòng chú, con dụ chú sẽ dễ tánh hơn một tí xíu rồi sao? Không, mà hồi đó giờ không dễ lắm. Dạ. Tại biết ý, không biết ý là khó ngàn vô quýnh liền à, lạ dầm dầm quốc đúng á. Đúng rồi, đôi khi người bình thường mình à, tiếp xúc với những người mà thần kinh không được bình thường á, người ta sợ, ta không dám tiếp xúc đâu cô. Mà trường hợp mà gặp bị phá, bị nhốt kiểu gì nữa, người ta càng sợ nữa chứ. Không, mà chắc nghi một mình vô chắc nó quýnh á, tại biết sao nó sợ ở đây lắm. À. Ở đây có vô hay là gì là nói biết nghe, chứ ở nhà không sợ ai hết á. Tại cho ăn uống hâm, quýnh đập là không cho ăn uống cắt cử, nên sợ. Dạ, để chuyến sau con xuống con mang bánh rồi cô quậy cà phê, quậy 2 ly cà phê. 2 ly cà phê rồi con đó. Sẽ vô đó con ngồi mình lên con. Bình thường. Ngồi mình lên con thử coi biểu hiện của chú để sao. Để ý nghe không, cái cỡ chồng quýnh á. Quýnh thì né. Né không có được đâu, nó quýnh bắt hình lên lắm. Nó nói kênh bay là quýnh liền hà. Không, nếu mà con ngồi con dụ ăn bánh rồi uống cà phê. Phải để ý á, chứ để quýnh tại biết ý. Tại vì con người cũng vậy mà giống như là động vật cũng vậy, mình cho ăn mình có thiện cảm là thì sẽ cảm nhận nhà, được. Ở nhà cho ăn là không có quýnh dạ, thôi chứ ai cảm cũng quýnh sự thiện cảm đó thôi. Thằng con mà triệu ôi nay. Dạ. Đứng nói chuyện gì đó nghiêng nó quýnh bà thưa vô xã. Bà thưa vô xã. Thưa làm gì được, chú này thưa, bị tâm thần thưa, mà. Thưa nói vô xã. Đưa bắt đi ở tù đó 2 tháng trời ốm không quá có tiền mới đó. Đem về người ta thưa đó không chịu không cho mình nhốt ở nhà đó à. Đúng rồi, tại vì cũng như là mình đã... mình dưới phần mình là người, mình là người trong gia đình mình phải có trách nhiệm mình tại bảo quản mình giữ ông quýnh mình đâu có biết được à. Đúng rồi, mình cũng đâu muốn đâu cô. Ông quýnh tha thằng đó đem về cô mới có xây cái phòng cũng nhốt hai cửa lận nè. Tại nay dễ rồi, nay dễ mới gửi yeah. ra đó, chứ thường thường là đóng hai cửa đó. Tại cái cửa trong này hư rồi, nay tập dễ hiền rồi kéo cửa này ra đợi. Còn hồi nào quậy quá kéo luôn thêm cái cửa này ra. Lúc nào mà gắt quá thì mình đúng rồi. Thêm cửa nó chống. Tại cái cửa này chui ra được. Ừ. Cái cửa này chui ra được. Rồi mình thấy vậy nên làm cái cửa này nặng khóa lại. Còn giờ hiền rồi thì mình đẩy cửa này ra. Chứ hai ba cửa làm sao cho ăn, đưa ngay đây cho ăn nè. Dạ yeah. Chứ không có vô. Nè sáng còn ăn cơm ăn cháo nè chú Bụ. Uống cà phê. Đưa thao ra con. Nói chung là kìa biết ý. Không có quýnh nên được à. Biết ừ. hết nè, biết cà phê mưa, bánh trái là chịu ăn. Thôi chứ ngoài ra còn cái gì cũng không chịu hết. Khỏi dạy gì tự không nói à. Hỏi không thèm ăn gì không nói à. Dạ. Giờ trong lòng thèm ăn gì nhiều nhất nói đi cho dạ. chúng nghe kìa. Đó, hỏi thế kìa. Bây giờ chú thèm ăn cái gì nhất, chuyến sau con xuống con mang xuống, thèm cái gì? Đó, trong lòng á, trong lòng anh thèm đừng, ăn cái gì? Đừng. Không có quánh nha, hứa không có quánh nha. Con đem bánh xuống cho, đem cà phê xuống cho, không quánh nha. Rồi thèm cái gì nè, thèm bánh gì nè? Nói chuyện rồi, nói. Mình nói đi. Bánh gì? Bánh bía mà bánh bía lục gia đúng không? Ok. À cười kìa cả nhà. Biết hết, đã bình thường, thèm lắm. Cả nhà cũng biết, cũng mua cho ăn hoài hả? Dạ. Là vậy á. Dạ gì thôi giờ con cũng xin nói như vậy nè. Trước tiên là Duyên con tới đây con thăm, con quay, con chia sẻ trường hợp của chú này lên nè. Thì cũng không có nhiều, tấm lòng của con cũng như là muốn chia sẻ với gia đình là trước tiên á là một ít con gửi cho bà cũng như mình mua cà phê. Mua cà phê cho chú hay là mua bánh lặt vặt gì đó tạm thời cho chú dùng mấy ngày này, rồi ít hôm nữa nếu mà có duyên nữa con ghé trở lại con sẽ mua thêm bánh cũng như là cà phê. Nếu mà có ai mà người ta có gửi qua con, người ta nhờ con tới để gửi cho gia đình thì con cũng sẽ mang xuống. Rồi con sẽ tiếp cận với chú, con sẽ cố gắng dùng hết thiện cảm của mình để tiếp cận với chú, để chia sẻ đến với mọi người, để người ta có một cái nhìn tích cực về chú nè. Đôi khi người ta cũng không có muốn bị như vậy đâu. Con biết là gia đình nè, từ gia đình cho tới bản thân chú cũng không có muốn bị như vậy. Dạ được rồi, thôi không khỏi cần. Cái này là của cá nhân con cũng như là muốn chia sẻ chút chút thôi. Còn khi nào mà của Mạnh Thường Quân, của ai gửi thì con sẽ công bố của người đó.
Còn cái này là tấm lòng nho nhỏ của con. Trước tiên là hôm nay là cũng muốn gửi mua một ít cà phê cho chú nè, để chú dùng vậy thôi. Thì hồi đó người ta vô người ta cũng kêu đứng nghe cái tiền cũng phải. Dạ, như là của Mạnh Thường Quân á thì người ta ví dụ người ta gửi. Sao tự nhiên đi một đoạn nghe cái bác mình vậy, cái làm có lần một cái rồi cái đứa cũng tùy theo duyên nữa. Nếu mà trường hợp có người quan tâm, có hứa đàng hoàng, có người quan tâm thì có nhận được sự chia sẻ mới có quay trở lại trao lại, chứ còn không có nhận được. Dạ, dân nước ngoài gì tùm lum luôn á. Dạ, nói chuyện mình không biết gì luôn, đi từ trước tới sau dài vậy nè. Cái người ta sợ nhà mình giờ vậy á, mình không cho nữa mà mình đâu có ích kỷ gì được. Dạ, đã tu mà mình ích kỷ làm chi, thì giờ người ta cho là cho, không cho là thôi, mình đâu có trách được. Mình nghĩ như có duyên phận đi, ai thương thì đỡ vậy đó, còn không thương thì thôi, chứ giờ mình trách người ta đâu có được. Dạ đúng rồi, thì nói chung ra là anh em tụi con nè, khi tới quay thì cũng muốn chia sẻ lên, cũng mong muốn là người ta sẽ liên hệ, người ta thông qua anh em tụi con trao cho gia đình rồi xuống đây quay trao lại cho gia đình. Bản thân con nha, trước giờ hoạt động thiện nguyện Mạnh Thường Quân gửi ra qua bao nhiêu chỉ định xuống trao hoàn cảnh đó là con xuống con trao lại cho hoàn cảnh đó, bao nhiêu công khai minh bạch, chứ mình không có giả dối được. Thì không có, em cũng giao bữa nước ngoài không luôn á, nói dạ. Chuyện từ trước tới sau luôn, cái nói xong xuôi hết, nói sợ không cho quay, nói thì nhà cũng nghèo từ xưa giờ, giờ có gì đâu mắc cỡ mà không cho quay, thì quay có duyên thì gặp lại, hứa vậy á, cái hứa để tháng cái hứa hoài luôn tới giờ luôn á. Dạ, là nhiều người quay lắm, cứ, thì vậy. Cứ tùy duyên đi cô, bởi vậy đâu tới đâu thì tới đâu. Dạ chứ con cũng thừa biết là gia đình mình có phải một người như gì nè thì cũng khó khăn lắm, chứ cũng đâu có muốn như vậy đâu, đúng không cô? Thì chỉ hy vọng là Nghĩa chia sẻ clip lên thì cả nhà mình xem kênh nè, thì có một chút xíu quan tâm chia sẻ gì đó thì cứ liên hệ, rồi Nghĩa sẽ quay trở lại đây để thăm chú. Thì đó đợt á, ổng quýnh rồi người ta cũng quay. Cô lãnh thuốc ở dưới Long An á. Dạ. Xin Long An mới chuyển về Hồ Nghĩa. Hồ Nghĩa giờ chuyển về xã. Dạ. Mà xã thì nó thôi giờ mình đi ở ngoài cô. Đừng rồi có gì con xin phép. Không có gì á, bình thường. Dạ. Thì thôi bây giờ Nghĩa cũng đang chuẩn bị đi về nè. Đừng rước bé đi học nữa cả nhà. À, tội nghiệp chứ không. Hôm nay Nghĩa tới quay chia sẻ trường hợp của gia đình chú nè. Chú bị nhốt 29 năm. Rồi cô ngồi đây, cô với bác ngồi đây nói ít lời đi rồi con kết thúc clip. Dạ thì cứ tự nhiên đi, con cũng chia sẻ lành mạnh. Dạ, dạ, dạ. Thì cô có ít lời gì nói với khán giả không? Giờ cô chỉ hoàn cảnh khó khăn lắm. Hoàn cảnh khó khăn lắm, mà nếu khán giả có thương tình thì giúp được gì thì hay anh ấy. Chứ thật sự ra cô nuôi nó này hai mấy năm rồi, nên cái hoàn cảnh khó khăn đủ thứ. Hồi ổng còn sống á thì cô mới trồng tréo mượn dai các cái nhà. Cuối cùng á ổng chết đi thì có năm mấy ổng chết, cô trả tới bây giờ chưa hết nợ. Giờ cô còn thiếu ba mấy triệu á mà chưa có hết nợ. Mỗi tháng á cô phải đóng lời cho người ta, cho nên đó là hoàn cảnh rất khó khăn, cho nên là chứ không có gì. Thì giờ cô nuôi nó thì nuôi, mình là mẹ, trách nhiệm là mẹ là phải nuôi thôi. Dạ. Rồi công việc hàng ngày ở đây gia đình mình là mình đi làm hay là làm gì cô kiếm sống đó bà? Cô thì về hưu rồi. Cô chỉ hưởng người cao tuổi. Dạ. Còn nhỏ này thì nó bị tim từ nhỏ lớn. Còn hai vợ chồng nó thì ở đậu. Dạ. Chứ nó không có nhà rồi, nhà sập rồi, giờ về đây ở đậu, chứ nó không có dính níu với cô. Nó nghe vậy đó. Dạ. Thì nói chung ra là con cũng chia sẻ đàng hoàng tử tế lên để cho mọi người nghe được từng câu chuyện, từng về những gì mà đang thấy đang diễn ra. Chia sẻ thật sự với mọi người, cũng hy vọng là gia đình mình có cơ duyên nè, gặp được người tốt bụng, người ta quan tâm, người ta chia sẻ giúp gia đình mình, thì cái đó con mừng giùm cô. Mừng giùm gia đình đó. Thì cô cũng nói thiệt chứ cô không có giấu, tại vì hồi đó ổng còn sống á thì người ta quan tâm tới. Rồi ổng có lương rồi cô mới cất được cái nhà thì cô mừng lắm.
mà cất ở có năm mấy ông chết, cho nên từ ngày đó tới giờ thì cô không có sửa nhà luôn, rất khổ, rất khổ lắm, cho nên cô không biết nói chuyện với ai hết, nói thiệt. Dạ. Nó có thì nuôi nó, có nhiều nuôi nhiều, ít nuôi ít, vậy thôi chứ còn cô cũng... Rồi trường hợp của chú đó là có đi đưa đi bệnh viện khám điều trị lần nào không bà? Nó hồi phát sinh đó, thì cô đem bệnh viện Long An, rồi đã đầu rồi về cho thuốc về uống, rồi cái nó mới quánh người ta đó. Dạ. Cô mới đem qua bên Hòa 2 tháng, thấy nó không có hết. Rồi cô nói với ổng còn sống, à 2 tháng là 9 triệu mấy trăm á. Rồi cô nói ổng giờ khổ quá mà tiền cao lắm ông ơi, đóng không có nổi. Thôi giờ rước nó về. Cái cô mới qua rước nó về, về thì cô mới xây cái phòng đó nhốt nó luôn. Cái nó chạy á, con biết đây nó chạy vô tới Đức Hòa mà cô kêu, cô đó đâu có xe cộ gì đâu. Kêu con đơm chạy theo mà nó chạy á, không đa chạy theo không kịp nó vô trọng cái nó xuống với nó xong á. Nó cởi quần áo nó giục nó thả trâu về tới bãi cát này. Cô đi kiếm đã đời cũng được, kiếm tới 11, 12 giờ cũng được. Cái người ta chạy kêu nó thấy dược nó nằm ở dưới bãi cát á, cô Tư ơi. Trời ơi, chạy ra năn nỉ người này người kia mới phụ đem nó lên. Vậy là chú Dược này biết bơi cho nên mới nổi, mới trôi về được tới đây chứ. Thì không biết, nó cái mới đem về mới bằng quần bằng áo vô, năn nỉ đem vô. Đó, rồi xây phòng nhốt tới bây giờ. Cho nên giờ không có thả nó ra thiệt. Tắm rửa gì hai ba chị em à, không có thì tôi nhỏ này này kia vô với tắm. Tắm rửa rồi hớt tóc hớt tay đồ vậy đó. Còn không có thôi. Còn ấy thì dụ nó à, mày để hớt tóc ha, mày tắm này kia cho mày cà phê bánh mía gì ha. Vậy có lần nào mà mình vô mình vệ sinh mình có ai trong gia đình bị quánh lần nào chưa cô? Có, quánh nhỏ này muốn gãi tay. Cô này ha, bị ăn đòn này nhiều ha. Thì cũng thương quá cả nhà. Thì cũng đâu muốn, gia đình cũng đâu có muốn gì đâu mọi người. Dạ. Gãy tay rồi cái nó vẫn chơi khóc. Ủa quýnh á, bẻ cái tưởng gãy tay cái sưng lên liền. Cái dạ. Khóc. Nó vẫn chơi mà khóc gì. À cũng như là quýnh rồi nhưng mà thấy mình cô cô cũng như là giống như là mình ôm tay giống như là muốn khóc gì đó rồi cái bắt đầu là chú nhận xét được. Khóc luôn. Chú nhận xét được là biết mình hành động như vậy là sai lầm rồi xin lỗi nữa ha. Gậy cái tay xuống cái cửa sổ tay dội á. À. Gất đáy mình tức mình dội á cái gậy cái tay xuống như này cái kẹt vô cái cửa sổ á cái phụ lên tưởng gãi tay rồi cái mình khóc luôn. Cái nói một câu rồi đó, vẫn chơi mà khóc cái gì. Vậy là cũng còn biết nói được mà. Biết cười. Dạ. Dạ, chỉ khi nào mà nóng lên mà thần kinh mà căng thẳng lên á là lúc đó là mới không có kiểm soát được, không có kiềm chế được không ha. Mình sống nhà riết mình biết ý, mỗi lần mà con mắt á không có bình thường á láo đi là đừng có vô. À cũng như nhìn cái mặt hèn từ không có láo lia, không có láo lia mà không có chửi là coi như là cũng dựa theo biểu cảm tùy lúc ha. Biết rồi, sống riết mình biết ý luôn. Dạ. Chứ hồi nãy con ghé tới thì thấy cũng hiền. Đó là bình thường đó là mẹ mới cho uống thuốc à. Dạ. Mới cho uống thuốc từ sáng. Mới uống thuốc chỉ có uống cà phê vô rồi bắt đầu là dễ chịu rồi ha. Tại vì ngày uống ba cửa. Hồi nãy 4 giờ xuống đi là thấy ghê lắm. Không cho dọi phòng gì luôn. Tại quậy á. Là những ngày thường mà những ngày mà hay căng kinh hay động kinh mà hay quậy nhất là khoảng mấy ngày thường, khoảng mấy giờ? Không có thường gì hết, mình nhìn cái cảm giác. À, không có biết được chính xác giờ ha. Không, nhưng mà cái cảm giác tại nuôi ở nhà biết biết. Dạ. Cũng như là vậy nè, mình nhìn mình nuôi riết mình biết ý luôn. Dạ. Cái cảm giác mà muốn quậy á là con mắt láo lia gì kỳ lắm, không có bình thường nữa. Mà mình đưa cái chửi đầu không có muốn uống, không muốn ăn. Dạ. Là mình thấy cái cảm giác là nó phát triển rồi. Cái thôi thà mình im còn mà mình chửi là chửi lại luôn á. Rồi như vậy những cái lúc như vậy rồi mình im mình không có tiếp xúc nữa rồi cái bỏ chú, lên hết bỏ lên hết là chơi một chút xíu rồi chứ chú cái im, tự ha. Im cái nói là giờ mày quậy quá tao bỏ đói mày luôn. À, có hâm vậy đó là giờ tới chiều là bỏ đói luôn, không cho ăn uống gì nữa hết. Cái tự cảm giác làm sao không biết, suy nghĩ làm sao không biết, kêu nước cà phê nước đá gì mình không cho luôn,
làm cho sợ mà. Đúng rồi, phải mình thì... cũng như mình phải có cái biện pháp nào đó để mình khống chế, để mốt là nghe đó. Một phần nào đó theo cái sự sắp xếp của mình. Đúng để rồi. Cho hạn chế đi những cái khoảnh khắc mà quậy la ó như vậy đó. Đúng rồi, chứ ở nhà chỉ sợ có một mình hả, chứ ai vô cũng quýnh hết á. Mỗi lần mà quậy quá tức là mệt quá bỏ đói nữa, có bỏ đói thì bỏ cho sợ. Cũng như tái cử đi 11 giờ rồi. Là đói dữ lắm, mà mình bỏ chừng trễ 50 phút thôi là cũng quậy dữ lắm. Nhưng mà mình bỏ đói vậy quá sợ, cái chịu đói không nổi á. Cái sợ cái năn nỉ, nói giờ cho ăn đi không quậy nữa. Có sao nói vậy. Thì nếu mà mình cảm thấy mà cái biện pháp nào mà mình giống như là răn đe đúng khống rồi. Chế được để giúp cho chú hạn chế đi những cái tình không huống quậy quạng đó rồi. Thì mình sẽ áp dụng cái đó nhiều lần như vậy là khi đó sợ là chú luôn. Sẽ tự nhận thức được là đúng lúc rồi. Đó là sẽ giảm đi cái phần quậy quạng nhiều. Đúng rồi. Đó. Thì ở nhà là giờ sợ vậy á. Cứ giờ nè, mày quậy đi có nói tức quá mày quậy đi tao bỏ đói mày luôn. Giờ tới chiều luôn là tự mày chết luôn á, không cho uống cà phê dạ. luôn. Cái sợ, cái đem cái xô nước đó đó đinh cắt luôn, hâm mà. Ừ. Cái sợ cái im ru à, cái không có quậy nữa, cái năn nỉ vậy chứ chú biết năn nỉ nha, giờ đói quá cho uống đi không quậy nữa xin vậy á. Cái mình thấy mình chịu không nổi, cái nói hứa nghe, cái hứa cái làm biết hứa nữa mà biết hết à. Dạ rồi à, con cảm ơn bà nè với cảm ơn cô đã chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên với cộng đồng mạng. Thì con cũng mong muốn là mọi người sẽ quan tâm nhiều hơn về gia đình của mình nè. Nếu mà người ta có gửi quà hoặc là gửi tiền hay là vật phẩm gì đó thông qua con thì con sẽ quay trở lại đây để trao lại cũng như là chia sẻ đến với mọi người nữa. Thì hiện tại là Nghĩa ở đây là gần đầu tàu ấp 2 mình là xã Hữu Thạnh. Xã Hữu Thạnh, Đức Hòa, Long An mình đó cả nhà. Thì thời lượng cũng khá là dài, thôi Nghĩa xin phép kết thúc video clip ở đây nha cả nhà.